Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube ô tô giá rẻ. Hybrid Ertiga, xe xanh và tiết kiệm nhất cho người chạy dịch vụ. Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam không có nhiều lựa chọn, chỉ khoảng 5 đến 6 cái tên và duy nhất gắn động cơ hybrid là chiếc Hybrid Ertiga. Chọn xe 7 chỗ chạy dịch vụ, lắm anh tài nhưng cần tính toán lâu dài. Nhìn từ khía cạnh người tậu xe để chạy dịch vụ, tiểu trung chỉ là sự cạnh tranh của 3 hãng xe đồng hương Nhật Bản gồm Suzuki, Mitsubishi, Toyota. Ngoài những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Spander môi trường và Toyota Avanza máy tính, một lựa chọn mới mà nhiều lái xe chạy dịch vụ đang quan tâm đến là Hybrid Ertiga. Vì sở hữu nhiều lợi thế về vận hành, công nghệ, với giá bán tốt nhất nhì trong phân khúc. Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc trang bị động cơ Hybrid. Với sự trợ giúp từ bộ máy phát tích hợp khởi động ESG và pin lithium-ion, mẫu xe này giúp bác tài phục vụ khách hàng tốt hơn vì so với xe động cơ đốt trong. Hybrid Ertiga vận hành êm ái hơn trong những lúc khởi động và tăng tốc. Còn khi phục vụ mục đích cho thuê xe, nhãn Hybrid cũng giúp người sử dụng cảm thấy tự tin hơn, khác biệt hơn so với khi lái nhiều chiếc xe khác cùng tầm giá. So về giá, Hybrid Ertiga ma túy được niêm yết ở mức 538 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Đây chỉ mới là chi phí đầu tư ban đầu. Giá trị kinh tế lâu dài của Hybrid Ertiga nằm ở chi phí vận hành, tiền xăng và chi phí bảo dưỡng. Cụ thể, Hybrid Ertiga có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,38 lít trên 100 km đường hỗn hợp, tiết kiệm hơn đến 33% so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Anh Tuấn, một lái xe chạy dịch vụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mình thường nghe bạn bè bảo chạy xe dịch vụ hết sức vất vả. Riêng mình từ khi chuyển sang chạy Hybrid Ertiga thì đỡ được chi phí xăng xe rất nhiều, nhờ đó mà dành dụm được thêm tiền sau mỗi cuốc xe. Mỗi ngày, nếu chỉ chạy trung bình 100 km thì được dao động khoảng từ 1 triệu 400 nghìn đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng. Các chi phí sử dụng bao phí nhiên liệu, phí bảo dưỡng, phí dịch vụ chạy xe công nghệ và các phụ phí khác tốn khoảng 700 nghìn đồng. Trừ ra vẫn còn gần 800 nghìn đồng đều đặn bỏ túi. Nếu chạy đều thì phải được ít nhất 23 triệu mỗi tháng trở lên. Nếu ước tính thời gian sử dụng trung bình khoảng 5 năm và tổng hành trình khoảng 60.000 km mỗi năm, Hybrid Ertiga bản máy tính giúp tiết kiệm chi phí so với các mẫu xe khác khoảng 100 triệu đồng tiền xăng, 70 triệu đồng chi phí bảo dưỡng. Nếu bao gồm cả những chi phí nhỏ lẻ khác, chủ xe Hybrid Ertiga có thể tiết kiệm tổng cộng lên đến khoảng 200 triệu đồng cho chi phí đầu tư ban đầu và vận hành. Bên cạnh đó, pin lithium-ion của Hybrid Ertiga cũng được bán ở mức giá chỉ bằng các loại pin khác, người dùng chỉ tốn 30 triệu đồng để thay pin. Không đáng là bao so với tiền xăng đã tiết kiệm được. Chính sách bảo hành cho pin lithium-ion và bộ máy phát tích hợp khởi động ESG là 5 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện, đến trước, nhiều hơn 2 năm so với nhiều hãng xe khác. Trên thực tế, tuổi thọ của pin lithium-ion có thể lên đến 10 năm và sau thời gian lắp đặt trên xe, pin còn được tái sử dụng làm nguồn điện cho đèn đường tại Nhật Bản. Sở hữu những lợi thế đặc biệt, Hybrid Ertiga không ngại cạnh tranh. Anh Quan Tuấn Kiệt, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết trong lần lái thử Hybrid Ertiga đầu tiên vòng quanh khu vực huyện Gia Lâm, cầu Thanh Trì và Vĩnh Tuy trong giờ tan tầm, anh đã thực sự bất ngờ vì khả năng vận hành của chiếc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ. Theo anh Kiệt, khi xe leo dốc hoặc di chuyển trên cầu, hệ chuyển động được trợ lực từ cụm máy phát tích hợp khởi động ESG sẽ hỗ trợ động cơ xăng trong 30 giây, giúp giảm gánh nặng, ép tăng vòng tua của máy xăng, từ đó giảm tiêu thụ xăng. Là tài xế nhiều năm, anh cảm nhận rõ ràng sự xung lực của hệ thống Hybrid so với động cơ ICE truyền thống. Lúc xe xuống dốc, năng lượng thu hồi sẽ tái nạp vào viên pin nằm dưới ghế lái. Khi pin sạc đầy, động cơ điện ngừng sạc và hỗ trợ duy trì công suất cho máy xăng. Ngoài ra, dòng xe này có trọng lượng nhẹ hơn anh em đồng nghiệp khoảng 100 kg. Hybrid Ertiga nặng 1.140 kg, Spander nặng 1.260 kg, nên tỷ số giữa công suất trên trọng lượng 0.092 fpp mỗi kg vượt trội, dẫn đến bứt tốc tốt hơn trong điều kiện tải trọng tương đương. Đối với khung gầm của Hybrid Ertiga, hệ khung gầm HERTECT được gia công từ thép cường độ cao, chịu lực vặn xoắn cực tốt nên khi qua đoạn đường cắt ngang đường sắt, chiếc xe không hề rung lắc, người lái chỉ cảm nhận độ nhún của xe khi các bánh xe lần lượt di chuyển qua đường ray. Nhờ vào công nghệ Hybrid, mẫu xe trên có những lợi thế khác biệt hoàn toàn so với các dòng xe MPV cỡ nhỏ khác. Hybrid Ertiga không chỉ đáp ứng được tiêu chí kinh tế, cải thiện trải nghiệm người dùng mà còn tạo nên hình ảnh sang xịn mịn hơn khi kinh doanh dịch vụ và sử dụng gia đình. Trong tháng 6 năm 2023, Suzuki đang có chương trình ưu đãi riêng dành cho khách hàng khi mua dòng xe Hybrid Ertiga. Cụ thể, với phiên bản an toàn, hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 2 năm, tương đương 50 triệu đồng. Với phiên bản máy tính, khách hàng cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 26 triệu đồng. Mức giá hấp dẫn hơn cả những xe chỉ dùng động cơ xăng truyền thống. Chi tiết chương trình khuyến mại tháng 6, khách hàng có thể tham khảo tại trang web chính hãng suzuki.com.vn. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét
và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.